Các bạn thân mến, bỏ đói tình dục, các bạn hiểu như thế nào về cụm từ này ạ? Theo Mai Hương thì đó là cảm giác mong muốn có nhu cầu trong chuyện chăn gối nhưng lại bị đối phương cấm vận trong một khoảng thời gian nhất định. Thế còn về phía bác sĩ Khánh, theo bác sĩ thì khái niệm về bỏ đói tình dục là như thế nào? Bỏ đói tình dục thể hiện là cái nhu cầu không đầy đủ của các cặp đôi. Có những người đàn ông thì quá sung mãn, đòi hỏi phải đáp ứng là tuần từ 7 đến 10 lần, trong khi đó vợ anh ta chỉ đáp ứng được độ khoảng 2 đến 3 lần thôi. Còn ngược lại có những người phụ nữ, trong khi đó chồng lao động mệt mỏi chỉ có thể đáp ứng được một nửa số nhu cầu của cô ấy. Do vậy, tình trạng cái bỏ đói tình dục này là phổ biến trong xã hội hiện đại hiện nay. Và ai cũng hiểu là trong hôn nhân thì nếu chỉ có tình yêu và việc góp gạo thổi cơm chung giữa hai vợ chồng thôi là chưa đủ. Và hoạt động tình dục thì có ý nghĩa quan trọng giúp cho cuộc sống đôi lứa thêm hạnh phúc viên mãn. Và việc mà một trong hai người bị bỏ đói thì rõ ràng là nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến mối quan hệ của cả hai, phải không ạ? Đúng vậy. Thông thường ngày xưa thì cứ quan niệm là gì? Do một cái yếu tố tác động từ môi trường ngoại cảnh, do cô ấy quá mệt, do anh ta không chú ý cô ấy. Nhưng hiện nay trường hợp rối loạn nội tiết đã được chẩn đoán và điều trị giúp cho các cặp đôi hòa hợp hơn về mặt tình dục. Ví dụ như là gì, cô ấy còn rất trẻ, chỉ 30 đến 35 tuổi, nhưng cái hormone nó suy giảm, cái buồng trứng hoạt động nó không được trơn tru, làm cho cái ham muốn tình dục người phụ nữ rất thấp. Những cái đường thẳng mà không gặp nhau, nó tạo ra khoảng cách giữa vợ và chồng. Nhiều cặp vợ chồng là phát sinh những cái nghi hoặc không đáng có, phát sinh những mâu thuẫn do cái nhu cầu khác nhau về mặt tình dục như vậy. Mai Hương nghĩ rằng là tình dục cũng giống như là chúng ta ăn một bữa tiệc. Nếu ăn ê hề thịt cá, ăn nhiều thì cũng sẽ bị bụi thực, dẫn đến bệnh tật, chán ăn. Còn nếu mà ăn ít hoặc là bỏ ăn thì cơ thể cũng sẽ thiếu chất, thiếu dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tương tự như vậy, vì một lý do nào đó mà hai vợ chồng hoặc là một trong hai người mà phải ngừng hẳn chuyện ấy thì ngoài cái mối quan hệ ra thì cũng có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cả hai? Đây là một trong những dấu hiệu cảnh báo. Ví dụ mà nam giới tự nhiên là không còn ham muốn tình dục nữa thì là phải xem là cái hệ thống nội tiết của anh ta có hoạt động có bình thường không. Nam giới có hai cái cơ quan mà sản xuất cái hormone nam giới chính, đó là tinh hoàn và tuyến thượng thận. Mà khi mà một trong những hai cái cơ quan này mà hoạt động không tốt thì nó sẽ làm sụt giảm cái lượng hormone. Một số trường hợp rất là đặc biệt, cô ấy than phiền là gì, anh chồng cả tháng nay không hoạt động gì, không có ham muốn gì với mình, ngực anh ta tự nhiên to ra, bụng to ra, thì đi khám xét nghiệm nội tiết lại phát hiện ra là một trong những chỉ số hormone cơ thể nó bất thường, đó là prolactin tăng cao trên 1000. Thì khi mà chúng tôi chụp lại cái phim cộng hưởng từ sọ não thì phát hiện ra một cái khối u bất thường vùng tứ điên và phải can thiệp phẫu thuật. Và ảnh hưởng này đối với người có được đáp ứng nhưng mà chỉ được thỏa mãn một cách nhỏ giọt thì có khác nhau không, thưa bác sĩ? Nếu mà đáp ứng một cách nhỏ giọt thì còn hơn là không được đáp ứng tí nào. Nhiều trường hợp là gì, nam giới lâm vào tình trạng stress căng thẳng, nữ giới cũng vậy, không thể tập trung làm việc được. Và lúc nào cũng lo lắng là gì? Tại sao anh ấy không đáp ứng mình? Tại sao anh ấy không còn yêu mình nữa? Và có thể gây mâu thuẫn gia đình rất là nghiêm trọng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi nói đến bỏ đói tình dục thì chúng ta thường nghĩ là chị em bỏ đói các anh chồng. Thế nhưng mà theo một cái nghiên cứu của Mỹ cho thấy là có tới 30% phụ nữ bị chồng bỏ đói tình dục. Còn ở nước ta thì theo thông tin của một trung tâm tư vấn hôn nhân ở Hà Nội thì chuyện đàn ông từ chối quan hệ với vợ không phải là hiếm. Và một khảo sát khác cũng cho thấy là 60% phụ nữ họ thừa nhận rằng là muốn có số lần quan hệ nhiều hơn nhưng mà không được đáp ứng. Thống kê này cho thấy là phụ nữ ngày nay không còn là cái người bị động trong chuyện ấy nữa. Bây giờ thì người phụ nữ họ tinh tế hơn, họ có nhu cầu cao hơn về không chỉ về mặt số lần tình dục mà những cái không gian, những cái lãng mạn hơn trong chuyện ấy. Cái số lần quan hệ tình dục thì không quan trọng bằng số lần lên đỉnh của người phụ nữ trong một chu kỳ, trong một tháng. Nếu người phụ nữ mà có những cái cuộc ân ái mà chất lượng thì còn tuyệt vời hơn là gì, anh ta làm rất nhiều lần nhưng mà chả lần nào đi đến đích cả. Do vậy thì điều này không phải là quá đáng. Gần đây nhất thì có một cái cặp vợ chồng sau 3 năm lấy nhau không quan hệ được. Anh này khi thủ dâm thì dương vật vẫn cương lên được, nhưng khi đến cái đoạn mà tiếp xúc gần gũi với vợ thì nhất quyết là gì, thằng em nó ngất luôn.
Nếu mà ở các nước phương Tây ý, chúng tôi thông thường hay trêu nhau là gì? Chỉ cần một tuần mà anh không làm được nhiệm vụ là có anh hàng xóm đến bổ củi hộ ngay. Cô ấy có thể xách vali ra khỏi nhà ngay. Tuy nhiên thì người Việt Nam là chịu thương, chịu khó và rất yêu chồng. Do vậy là gì? Cô ấy chịu đựng được 3 năm. Sau cái đợt điều trị thì tôi thấy là cặp vợ chồng có cái kết quả rất tốt và cả hai đều là đạt cái nguyện vọng của mình. Rõ ràng là có cái sự chia sẻ, thông cảm và cùng hướng đến cái việc mà làm thế nào để cải thiện cái việc đấy thì nó có ý nghĩa rất nhiều, đúng không, trong cái mối quan hệ của cả hai, đúng không ạ? Xã hội hiện đại thì nhiều người luôn phải làm việc trong cái môi trường căng thẳng. Điều đó là khiến họ quên bẵng luôn chuyện đấy. Và các nhà nghiên cứu về tình dục học ở Scotland cũng đã phát hiện ra những người ngừng yêu phải đối phó với căng thẳng nhiều hơn so với những người có quan hệ ít nhất một lần trong 2 tuần. Khi mà chúng ta có quan hệ tình dục và chúng ta thỏa mãn thì có một cái chất gọi là morphin tự nhiên trong cơ thể, tức là endorphin, nó sẽ giúp cho cái cơ thể của chúng ta giải tỏa được căng thẳng, stress. Thậm chí là bây giờ cái cuộc trả lời phỏng vấn là gì? Tôi còn chưa biết lên đỉnh bao giờ thì cái cuộc sống của họ thì cũng khá là buồn. Họ có tâm sự là gì? Ước gì được lên một lần cho biết được cái cảm giác như vậy. Do vậy thì các ông chồng nên để ý hơn đến các bà vợ và thậm chí là những cái bệnh lý của mình, ví dụ như là rối loạn cương hay là rối loạn xuất tinh sớm thì có thể điều trị một cách hữu hiệu. Nó không giống như cách đây độ khoảng 20 năm khi mà y học nó chưa trở nên phổ biến cho nam giới thì những bệnh lý này thì nam giới rất ngại để tâm sự và nói ra và được điều trị. Nói thêm về cái việc tình dục có ý nghĩa trong hôn nhân thì tòa án tối cao Delhi, Ấn Độ cũng đã quyết định cái việc từ chối chuyện chăn gối đối với vợ hay là chồng sẽ bị xem là phạm tội và có thể trở thành căn cứ để xin ly hôn. Quyết định này được đưa ra sau khi mà một người đàn ông nói rằng là vợ của anh ta từ chối chuyện chăn gối trong đêm tân hôn và chỉ đồng ý quan hệ nhiều nhất 15 lần trong vòng 5 tháng. Mai Hương cho rằng là tần suất quan hệ vợ chồng thì không thể đánh giá được cái sự thành công hay thất bại của một cuộc hôn nhân. Nhưng mà chúng ta không thể vì điều đó mà bỏ đó đối phương. Đúng vậy. Chúng ta nhận biết những cái sự thay đổi trong cơ thể mình. Không ai hiểu chúng ta bằng chính chúng ta. Khi mà tự nhiên mà đang có những cái ham muốn tình dục tốt, đang có sức khỏe dồi dào mà đột nhiên nó giảm một cách đột ngột. Ví dụ một tháng sau không thấy mình có ham muốn tình dục gì, không thấy có những cái cảm xúc gì từ phía đối phương thì chính cơ thể chúng ta nó là một trong những cái cỗ máy hoàn chỉnh, nó sẽ báo hiệu cho chúng ta những cái dấu hiệu mà khác lạ. Bạn chỉ cần là nhận biết nó và tâm sự với các chuyên gia tâm lý, đi khám tại các trung tâm nam khoa và sức khỏe sinh sản cả nam và nữ thì chúng ta sẽ có những câu trả lời thích hợp từ các bác sĩ. Việc điều chỉnh hormone nam và nữ hiện nay khá dễ dàng bởi các loại thuốc sẵn có và các bạn không quá đáng ngại bởi các hormone bây giờ thì điều chỉnh thì nó có kết quả tương đối nhanh, nó không cần mất vài tháng, vài năm mới có kết quả mà có thể là chỉ sau vài ngày, vài tuần. Vâng, các bạn thân mến, đôi khi cấm vận là có thêm một chút gia vị cho quan hệ vợ chồng, thêm phần mặn nồng và tạo cảm giác mới lạ với chuyện chăn gối. Chứ nếu bỏ đói thường xuyên sẽ khiến cho bầu không khí của căn phòng trở nên ngột ngạt và tình cảm của hai người bị lạnh lẽo. Hy vọng với những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Duy Khánh vừa rồi, mỗi người trong chúng ta sẽ có thêm những kinh nghiệm ứng xử trong hôn nhân cũng như là trong chuyện chăn gối. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Duy Khánh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi đêm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thính giả. Chốn phòng the và những điều chưa biết. Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Alo, Mai Hương và bác sĩ Nguyễn Duy Khánh xin được nghe cuộc điện thoại đầu tiên của chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay. Alo, tôi có cho một chuyện này, muốn trao đổi với này, bác sĩ với chương trình một tí xem được không? Mời anh chia sẻ ạ. Tôi là Nguyễn Thanh Bình, ở sinh sống ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Có một chuyện là hôm trước Tết âm lịch thì tôi có đi lên ở huyện thì họ bảo là tôi u tuyến ở tuyến nhưng mà sau khi lên tỉnh thì họ làm các xét nghiệm thì họ bảo tôi bị u xơ cổ bàng quang. Và cuối cùng người ta mổ cho tôi nửa tháng thì tôi mới được về. Sau 3 tháng đến tháng 3 tháng 4 vừa rồi thì bắt đầu là nó lại không xuất tinh ra ngoài nữa mà nó lại xuất tinh
ngược trở lại. Vậy thì tôi hỏi bác sĩ xem là trường hợp nó xuất tinh ngược trở lại vậy thì bây giờ có phải nên bệnh viện Lào Cai khám lại, mổ lại hay là như thế nào? Bác sĩ tư vấn giúp tôi. À vâng, bây giờ thì mời anh nghe bác sĩ Nguyễn Duy Khánh tư vấn cho anh nhé. Vâng. Để trả lời câu hỏi của bác thì tôi phải khẳng định với bác một điều, đó là cái xuất tinh ngược dòng là một trong những biến chứng thường gặp sau phẫu thuật ở vùng niệu đạo của bằng quang, phẫu thuật cắt u xơ tiền liệt tuyến hay cắt xơ cứng của bằng quang. Đây là một trong những cái biến chứng mà rất hay gặp. Tuy là nó không gây nguy hiểm tính mạng, cảm giác như là cái tinh trùng nó không ra được ngoài, gây khó chịu. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng gì đâu bác ạ. Mà tôi có lời khuyên cho bác đó là những cái trường hợp như của bác thì bác nên đi tiểu sau mà có quan hệ. Bởi làm sao nếu mà cái tinh trùng nó trong bàng quang ấy, nó có nguy cơ nó hình thành cái sỏi bàng quang. Và cái bệnh lý này ấy, thì bác cũng không cần đi khám đâu. Vì hiện tại ấy, xuất tinh ngược dòng này thì hiện tại là không điều trị được bác ạ. Nó phải thừa nhận nó là một trong những biến chứng của phẫu thuật nhưng mà nó lại không điều trị được. Và bác có thể chung sống với nó, hòa thuận với nó suốt đời mà nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu bác ạ. Nhưng mà như bác sĩ nói, nó có trở thành sỏi bàng quang không? Có thể, nhưng mà tỷ lệ cực kỳ thấp. Bác cứ uống nhiều nước và khi mà đi quan hệ xong thì bác nên đi tiểu để nó tống hết cái cặn ra ngoài, và cái tinh dịch ra ngoài bác ạ. Như vậy là vấn đề của bác cũng không quá là đáng lo ngại. Bác chỉ nên lưu ý một số những cái lưu ý của bác sĩ Nguyễn Duy Khánh để mình đề phòng những cái biến chứng. Thôi bác ạ. Bác còn câu hỏi nào không? Đấy, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nếu bác sĩ nói như thế thì tôi cũng có phần yên tâm. Xin cảm ơn chương trình nhé. Dạ vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Xin chào bác. Vâng, bây giờ thì chúng tôi đang chờ nghe cuộc điện thoại tiếp theo từ vị thính giả. Alo. Đây, tôi hỏi là người khi quan hệ nó có phải là có cái giờ rất quy định hay là lúc nào cũng quan hệ? Vâng. Mai Hưng hơi tò mò một chút là vì sao bác lại hỏi câu hỏi này ạ? Và thường cái thói quen của mình thì mình hay có cái sự ân ái vào cái thời gian nào trong ngày ạ? Thông thường thì 10 giờ đêm, nhưng mà có người người ta nói là 6-7 giờ tối hay là sáng thì có thể là tốt, độ 5-6 giờ sáng này nó mới tốt, có lợi cho cả sức khỏe. Bây giờ thì mời bác nghe bác sĩ Nguyễn Duy Khánh tư vấn để mình kiểm chứng lại những cái thông tin mà mình nghe được thì nó có đúng hay không nhé. Vâng, xin mời bác. Mời bác sĩ. Vâng, chào bác, tôi là bác sĩ Khánh tại Trung tâm Nam học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Về cái thời điểm mà bác quan hệ tình dục là như thế nào là tốt thì thực ra là không có một giờ giấc nào mà cụ thể mà cố định cho tất cả cá nhân được bác ạ. Tuy nhiên thì bác và đối tác của bác có thể lựa chọn cái thời điểm mà cả hai cùng sung mãn nhất. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là bác trai cũng khỏe này, bác gái cũng khỏe này. Khỏe ở đây là khỏe về cả mặt thể chất và mặt tinh thần, nghĩa là chúng ta ăn đủ no này, sức khỏe dồi dào và cái ham muốn tình dục nó khát khao mãnh liệt nhất thì chúng ta sẽ quan hệ vào lúc đấy. Nếu mà bác và bác gái mà có ham muốn vào ban đêm thì bác có thể tiến hành. Tuy nhiên thì cái thời điểm từ 12 giờ đến khoảng 4 giờ sáng thì bác nên tránh, và vì cái thời điểm đấy là cơ thể nó cần cái nghỉ ngơi. Một số cặp vợ chồng mà có lao động quá nặng nhọc thì thời điểm buổi sáng là một trong những cái thời điểm mà thích hợp, bởi cái sự gia tăng của hormone testosterone, đặc biệt là từ 4 đến 8 giờ sáng thì nó xảy ra một cái hiện tượng mà bác chắc cũng đang có đấy, đó là hiện tượng cương dương buổi sáng. Thì một số trường hợp thì rất là tốt cho nam giới khi mà quan hệ vào thời điểm này. Bác có thể là lựa chọn cái thời gian thích hợp để tiến hành quan hệ nhé. Nhưng mà thì có thể là sau đó hoặc là trước đó thì ăn cái gì được không? Được, tùy thuộc vào nguyện vọng của bác thôi ạ. Vâng. Cái này không ảnh hưởng gì đâu bác. Vâng. Cảm ơn đấy, xin ra. Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Cũng nghe đấy, nhưng mà hôm nay lại được lại được. Vâng. Bác sĩ là tôi rất là vui nhá. Xin cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nhá. Vâng. Lần sau nếu mà bác có những cái băn khoăn thắc mắc nữa thì mời bác lại gọi điện lại cho chúng tôi, và chúng tôi rất là vui khi mà được tiếp chuyện với bác ạ. Vâng. Vâng, xin cảm ơn ạ. Tôi rất là cảm ơn chương trình. Vâng ạ, xin chào bác. Vâng.
Vâng, chào cô. À, vâng ạ, à, chào bác. À, mời bác chia sẻ câu chuyện của mình ạ. Tôi báo cáo với các bác sĩ là tôi có thằng cháu đít tôn, năm nay cháu 26 tuổi, cháu đẻ 99. Và cháu ở công an 5 năm như thế là 3 năm cháu ở tiểu đoàn ngựa. Cháu cưỡi ngựa nhiều. Thế vừa rồi cháu có nói với bà rằng là đợt này con buông lỏng suốt mà tại sao lại không đậu. Cháu cũng có người yêu mà. Thế thì tôi lại để ý mấy hôm nay giường chiếu cứ thỉnh thoảng tôi lại thấy nó cứ như cái kiểu có con mèo hay con gì nó tha rắn tha rết và máu mê hết xuống đến mảnh trên xuống mảnh dưới xuống đẹp. Hỏi cháu thì nó chỉ bảo hôm nào con đi khám thì tôi hỏi bác sĩ xem như thế thì có phải cháu bị lãnh tinh hay cháu bị thế nào về sinh sản không. Bác sĩ tư vấn cho tôi nghe với tôi cũng thấy no no mà cháu thì nó ngại. Tôi ở Thái Nguyên mà thì xem là khám xét như thế nào bác sĩ cho tôi xin lời khuyên ạ. À vâng, mời bác sĩ Nguyễn Duy Khánh chia sẻ với bác về cái trường hợp này. Các trường hợp mà nam giới đặc biệt là phục vụ trong quân đội hay ngành công an thì thực ra cũng rất nhiều trường hợp đã đi khám vì vấn đề vô sinh hiếm muộn bác ạ. Một trong những cái nguyên nhân thường gặp đó là do các em nó phải lao động, nó phải tập luyện trong cái môi trường khá khắc nghiệt, đặc biệt mùa hè, mùa đông thì đỡ hơn ạ. Mùa hè thì các em nó phải cưỡi ngựa này, phải tập luyện dưới ánh sáng của mặt trời. Đặc biệt là có những hôm nhiệt độ từ 37 đến 40 độ mà nhiệt độ ở vùng sân mà bê tông thì có thể lên đến 60 độ. Chính cái nhiệt độ cao này có thể ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng của tinh trùng. Do vậy thì những cái trường hợp mà hiếm muộn thì không hiếm đâu bác ạ. Bác nên cho em nó đưa đi khám để xem lại xem là gì, cái chất lượng tinh trùng nó như thế nào. Về mặt môi trường xung quanh thì bác nên đảm bảo cho các em nó một cái môi trường mà sạch sẽ, phòng ốc sạch sẽ thôi. Còn đâu những cái vấn đề như là... Tôi ngắt lời bác sĩ một tí, tôi nói cho này để bác sĩ tư vấn này. Em sang bên chuyên nghiệp tiểu đoàn ngựa được 2 năm thì em thấy nó không đảm bảo sức khỏe lắm. Thì em làm đơn em ra được gần 1 năm rồi, bây giờ em làm tự do nhưng em lại lái xe. Tôi chỉ muốn hỏi bác sĩ là sẽ khám như thế nào và điều trị như thế nào. Nó bảo đợt này con thả lỏng mấy tháng nay nhưng lại không đậu. Có lẽ là cái môi trường lái xe cũng bị ảnh hưởng đúng không ạ? Vâng, lái xe là một trong những cái môi trường cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Bởi tư thế lái xe bao giờ cũng là tư thế ngồi và khá lâu. Điều này nó làm giảm cái cấp máu cho vùng tinh hoàn và có thể làm giảm chất lượng tinh trùng. Do cái quy trình khám thì cũng đơn giản thôi bác ạ. Em nó sẽ xét nghiệm cái tinh dịch đồ, đánh giá chất lượng tinh trùng và siêu âm tinh hoàn. Bác cứ bảo em nó liên hệ với cả tôi để tôi sẽ hướng dẫn cụ thể ạ. Tôi ở Thái Nguyên mà ra viện A này thì nó có cái nam học để khám không hay như thế nào hả bác? Cũng được, bác có thể ra viện A. Ra viện A thì nó có khoa nam học không bác? Có đấy ạ, bác có thể ra đấy khám cũng được. Em nó khám theo bảo hiểm hay là khám tự do hay thế nào hả bác? Cái đấy phải tùy theo bệnh viện ạ, bác có thể ra đấy đăng ký và hỏi thêm ạ. Nó là việc tế nhị mà, thế tôi có hỏi đến thì em nó bảo thế để con cứ tự lo. Và tôi thấy thì chúng nó yêu nhau lâu lâu đấy, nhưng mà chắc là bây giờ thì cứ phải có kết quả thì bắt đầu là chúng nó mới lấy nhau. Có lẽ là không có cái gì có thể tư vấn một cách rõ hơn bằng chính người bệnh có thể gọi điện cho chương trình. Nếu như bác có thể thuyết phục được em ấy thì có thể là mời em ấy gọi điện cho chúng tôi để chúng tôi có thể là tư vấn gặp trực tiếp. Cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Xin chào bác ạ. Vâng, cảm ơn chương trình ạ. Vâng. Alo, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Vâng ạ, chào bác ạ. Báo cáo với bác sĩ Khánh, có nghe rõ không? Vâng, chào bác ạ. Bác cứ nói đi. Tôi ở Nam Định. Thế vừa qua là tôi bị cái bệnh đi tiểu buốt tiểu giáp. Thế là tôi có xuống bệnh viện đa khoa của tỉnh Nam Định, tôi điều trị ít ngày. Thế thì ở đó thì là không thấy đỡ, bác sĩ chỉ định cho mổ. Nhưng mà sau khi mổ là mổ cắt u sơ thì mới tiến xẻ cổ bằng quang, là cho đến nay là đã được 2 tháng rồi. Thế nhưng mà tình hình là cái bệnh tiểu buốt tiểu giáp là nó vẫn còn, nó không hết được. Thế giờ tôi hỏi bác sĩ là liệu cái này tiểu buốt này ít nữa thì sau này nó có hết buốt không? Vâng. Thế là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cắt u sơ tiền liệt tuyến và xẻ cổ bằng quang thì sau này nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Vâng. Đấy là cái việc thứ hai. Với cả cái việc thứ ba nữa là ít nữa tôi muốn lên Hà Nội khám thì đến đấy khám thì đến bệnh viện nào thì bác sĩ tư vấn hộ tôi mấy cái việc tôi vừa hỏi ở trên khám. À dạ vâng.
Bây giờ thì xin mời bác sĩ tư vấn. Câu hỏi thứ nhất là bác có hiện tượng tiểu buốt, tiểu dắt và đã mổ cắt u xơ tiền liệt tuyến và bàng quang và đã được 2 tháng và hiện nay thì tình trạng tiểu buốt, tiểu dắt nó vẫn còn. Vậy thì xin bác sĩ tư vấn làm thế nào để có thể cải thiện được tình trạng này ạ? Thông thường ấy, thì những nhiễm khuẩn tiết niệu mà sau khi mổ ở cổ bàng quang thì đặc biệt là làm cho đường tiểu nó thông thoáng thì cái nhiễm khuẩn tiết niệu của bác nó sẽ phải hết. Nghĩa là cái triệu chứng tiểu buốt, tiểu dắt nó sẽ phải đỡ theo thời gian. Nếu mà bác không đỡ thì chứng tỏ là cái triệu chứng mà viêm đường tiết niệu của bác nó đã để quá lâu rồi. Và có thể là gì? Bác sẽ phải mất thời gian để làm lại xét nghiệm cái nước tiểu vi khuẩn và sử dụng theo kháng sinh đồ. Và nếu mà nhiều trường hợp là gì? Điều trị theo kháng sinh đồ vẫn không có kết quả đâu bác ạ. Vì là để lâu quá, cái niệu đạo nó bị thương tổn và nó sẽ buốt dắt. Thậm chí là đi suốt cuộc đời đấy bác ạ. Để trả lời câu hỏi thứ hai tiếp của bác, đó là cắt u phì đại xẻ cổ bàng quang thì nó không ảnh hưởng gì bác ạ. Mục đích của các bác sĩ làm phẫu thuật đấy làm cho được cái đường nước tiểu, cái đường đi tiểu thông thoáng và bác có thể dễ đi tiểu hơn. Cái phẫu thuật đấy nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bác cả. Thế còn câu hỏi cuối là bác ở Nam Định thì bác có thể đi khám sức khỏe ở đâu được? Bác ở Nam Định thì bác có thể ra bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định ạ. Ở đấy cũng sẽ có khoa tiết niệu sẽ tư vấn điều trị cho bác. Vâng, trước thì tôi đã đến đấy rồi, đã khám lại rồi. Thế nhưng mà bác sĩ cho siêu âm xong rồi kê đơn thuốc về uống đợt thứ hai thì cũng chẳng ăn thua gì cả bác sĩ ạ. Vâng, nếu thế thì bác nên ra bệnh viện Việt Đức ạ, trung tâm Nam Học. Ở Hà Nội thì cũng có nhiều cái địa chỉ để có thể bác tham khảo. Vâng, thì bác sĩ Khánh thì cũng làm việc ở bệnh viện Việt Đức thì bác cũng có thể đến là cũng là một cái địa chỉ có uy tín ạ. Bác tư vấn lại cái câu hỏi thứ nhất tôi chưa nghe rõ, nó nhỏ quá, về cái tiểu buốt tiểu dắt thì liệu sau này nó có hết được không cơ? Đấy, tôi cũng trả lời cho bác rồi đấy. Cái tiểu buốt tiểu dắt, cái tỷ lệ khỏi của bác là khá thấp đấy. Có thể có một cái cách nào đấy để bác cải thiện được cái tình trạng này không ạ? Bây giờ bắt buộc phải đi khám chị Mai Hương ạ, vì là bác đã để lâu ngày rồi và bác đã điều trị ở bệnh viện tỉnh rồi. Những cái bệnh nhiễm khuẩn thông thường thậm chí có thể tự khỏi, nhưng mà của bác nó đã kéo dài đằng đẵng rất nhiều tháng rồi, nên khám và làm xét nghiệm lại cấy, đặc biệt là cấy lại nước tiểu để xem là vi khuẩn niệu như thế nào và nó sẽ có phương án điều trị cho bác. Thế bác nên đi khám lại bác nhé. Và bác có thể lên Hà Nội khám ở bệnh viện khoa Nam Học của bệnh viện Bạch Mai, hoặc là bệnh viện Nam Học Hà Nội, hoặc là có khá nhiều địa chỉ đấy ạ. Vâng, thì bác có thể tham khảo thêm ạ. Vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Xin chào bác. Sau đây thì mời thính giả tiếp theo đặt câu hỏi ạ. Cho tôi gặp bác sĩ tí ạ. Vâng ạ, bác sĩ Nguyễn Sư Khánh đang ngồi cạnh Mai Hương đây ạ. Mời bác. Mời bác. Bác sĩ, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, chào bác. Bác sĩ cho tôi hỏi tí nhỉ. Tôi bị cái bệnh, tức là thứ nhất là tôi đi kiểu đêm nhiều, rồi tôi đi khám. Hai nữa là bác sĩ có bảo là tôi là có cái hiện tượng là viêm thừng tinh là nào, tôi không hiểu cái việc ấy là nào cả. Và tôi thấy là trong người nó có cái thay đổi. Vâng. Bác cảm nhận cái sự thay đổi đó như thế nào ạ? Tức là cái sinh hoạt tình dục của tôi nó kém. Vâng. Và thỉnh thoảng nó hay tức ở bên hai bên tinh hoàn. Vâng. Thế thì tôi đi khám thì bác sĩ có bảo tôi là phải phẫu thuật, nên phẫu thuật tôi chưa hiểu thế là nào, tôi muốn hỏi chương trình là hỏi bác sĩ là như thế rồi có phải phẫu thuật không hay là như nào? Vâng. Bác bị tình trạng này lâu chưa ạ? Tôi bị 2-3 tháng này. Vâng, mà bác mới đi khám thôi đúng không ạ? Vâng. Vâng, bây giờ thì mời bác sĩ Nguyễn Duy Khánh tư vấn cho bác ạ. Xin trả lời câu hỏi của bác ạ. Cái thừng tinh là một cái bộ phận mà chứa mạch máu này, thần kinh này và hệ thống ống dẫn tinh bác ạ. Khi mà cái viêm thừng tinh thông thường không tự nhiên mà nó phát sinh, mà nó bao giờ nó cũng là hậu quả của những cái viêm ngược dòng từ hệ thống đường tiết niệu, do mình vệ sinh kém, do mình quan hệ tình dục. Và thông thường những cái triệu chứng này thì cần phải được thăm khám để làm các xét nghiệm, ví dụ như là siêu âm Doppler vùng tinh hoàn này, đánh giá thừng tinh, đánh giá tinh hoàn này và xét nghiệm nước tiểu. Do vậy thì bác cũng nên đi khám. Cái đấy thì tôi đến bệnh viện đa khoa của tỉnh tôi đã làm rồi. Thế nên là bác ấy bảo tôi rằng là nó bị là xa xuống rộng quá của tôi, là phải đi phẫu thuật để thắt đứt nó lại.
Vâng. Thì không phải là cái bệnh lý mà nếu mà tuổi của bác, nếu mà giãn tĩnh mạch tinh thì người ta lại không có chỉ định mổ nữa. Có thể là bác mắc một bệnh lý khác, đó là thoát vị bẹn, thì nó hay xảy ra ở tuổi của bác. Mà khi mà mắc thoát vị bẹn thì người ta sẽ mổ, phải đặt cái lưới ở đấy để phục hồi thành bụng, để đưa các tạng ở trong ổ bụng vào đúng vị trí của nó. Vâng, thế chúng tôi ở xa này thì tôi muốn đi khám thì bác sĩ bây giờ là nên khám ở đâu chuẩn nhất để tức là giảm bớt cái chi phí và cái đường đi lại, giúp chúng tôi với bác sĩ tư vấn cho tôi với. Trường hợp của bác thì có được bảo hiểm không ạ? Nếu mà bác khám theo diện bảo hiểm thì bác nên khám ở tỉnh bác ạ. Vì nếu mà ra đây mà khám thì bác là trừ khi bác có mổ thôi, nếu mà bác khám bình thường khả năng không được hưởng bảo hiểm đâu ạ. Không, giả sử nhưng mà tôi đi muốn đi khám dịch vụ để kiểm tra xem như thế nào, điều trị có thể bằng thuốc được không, có thể phải phẫu thuật không, thì tôi đi khám ở đâu được mà chuẩn mà lại đỡ lại cái việc đi lại, giúp tôi với. Bác có thể ra trung tâm Nam học bệnh viện Việt Đức ạ. Trung tâm Nam học bệnh viện Việt Đức, bác sĩ đang làm ở đấy à? Vâng. Vâng, thế xin cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cô nhá. Vâng ạ, chúc bác cũng mau khỏe ạ. Vâng, xin cảm ơn bác và xin chào bác.